Mấy bài đi học bị giám thị bắt nhiều nhất là cái gì? Chứ tôi ngày xưa đi học là toàn bị bắt vì cái đôi dép lào này không nè. Tại mấy cái đôi sandal hồi xưa mấy bà nó nặng mà mang cũng không có thoải mái nữa. Phải chi lúc đó mà có mấy cái đôi sandal như vậy là tôi mang suốt luôn. Không biết làm bằng cái chất liệu gì nữa mà nó nhẹ như xốp luôn á mấy bà. Cái đế 2,5 phân siêu dẻo luôn nha, mà còn có chống trượt nữa nè. Còn quai sandal là bằng da chống nước nha. Thấp nhất á là cái loại quai dán như vậy nè, mang siêu gọn siêu lẹ luôn. Mà còn có lót ở bên trong để mang cho nó êm nữa nè. Tôi còn nghe nói là cái phần dây này là vừa keo vừa may nha. Bao đi mưa trong 3 tháng cho mấy bà luôn đó. Nên là mang đi học mùa mưa này là thả ga luôn nha mấy bà ơi. Còn có màu trắng cũng rất là xinh nữa nè, nhưng mà tôi thấy nó hơi lộ keo nha. Mà cũng tùy đôi hà, nhìn gần mới thấy thôi nên là cũng không sao hết. Nè mang lên là có thấy gì đâu nè, mà lại rất là xinh luôn, rất là sáng trân nha. Nhiều bà sợ mang trắng dễ dơ thì mấy bà yên tâm đi, cái này bằng da mà rất là dễ chà rửa. Còn không á thì múc cái màu xám này nó sạch sẽ hơn nè. Tuy nhiên là không có sáng trân bằng cái em trắng nha. Trời mà ta nói mang nó êm nó nhẹ cực kỳ thoải mái luôn á mấy bà, tôi không có nói điều đâu. Còn cái màu đen này là bao sạch cho mấy bà luôn, học sinh nam học sinh nữ đều mang được hết. Đi với tất trắng là hết sảy con bà bảy luôn mấy bà ơi. Bình thường 2,5 lít nhưng mà đang xa le còn có 2 lít thôi. Rồi mấy ông mấy bà biết phải làm gì rồi đó nha.